Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì cái chủ đề hôm nay cũng cái như là cái series dài tập của mình, đó là cái vấn đề làm bông bông xanh. Và đây, như trong video mọi người thấy, đây là cái cử đầu tiên của làm quá trình làm bông bông xanh. Và cây là đang cây 5 và làm bông là cây 6. Thì đây, như mọi người thấy, đây là cây 6 này, ra ra là cây 6 lụa ha. Đây, mọi người cùng tham quan ha. Thì khu vườn này thì ở khu vực Vĩnh Lợi, Vĩnh Sơn, Vĩnh Long ha. Thì cái công thức cũng như là cái cách thức đi thuốc làm sao để mà chúng ta xử lý cái bước đầu ha. Thì cái như cái video trước, cái video đầu tiên của mình up, nó là video về cái cách tạo mầm, cái khâu tạo mầm và những cái loại phân hay những cái loại thuốc để hoàn thiện cái quá trình tạo mầm là làm sao. Thì đến với cái video tiếp theo này, video thứ hai này là video ghi lại cái quá trình phun cử đầu tiên trong cái công đoạn làm bông cam sành bằng phương pháp xịt ha. Thì các cái loại thuốc sau đây thì mình chia sẻ. Đối với phi 220ml ha, thì mình sẽ đi như sau. Thì đối với cái màu lá như vậy ha, thì mình đi lân 86% là nửa ký, kali trắng 1 ký và ép bo 1 lon ha. Siêu ga qua là nửa ký và 10-60-10 là nửa ký ha. Đó là đối với một phi là phi 220ml ha. Thì quý bà con cũng như là quý nhà vườn gần xa hay là có cái tham khảo thì mọi người cứ việc tham khảo cái to này. Thì cái to này mình làm là tỷ lệ ga và tỷ lệ đậu nó là trên 90%. Tùy theo cái điều kiện thời tiết. Như là thời tiết như trong video nè, mọi người thấy cái thời tiết như vậy nè, nắng như vậy nè, xịt rất là ngon. Sau khi xịt chúng ta lưu ý những gì? Thì sau khi xịt, quý bà con, quý nhà vườn, chúng ta cần xiết nước cho nó cạn mương, không cần phải xiết cạn hết, xiết lưng chừng nửa mương cũng được ha. Thì cái đây là cái video làm bông cửa đầu tiên. Mọi cái ý kiến thắc mắc cũng như là ý kiến đóng góp thì quý bà con nhà vườn có thể để lại phần bình luận, cũng như là ý kiến thắc mắc của mọi người có thể để lại comment ở dưới phần bình luận bên dưới video ha. Thì mọi thông tin liên hệ cũng như là thông tin sản phẩm mình đều có để dưới phần mô tả video ha. Bên mình có nhận các cái dịch vụ như là tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, thăm vườn miễn phí, pha chế bón phân trộn và đặc biệt đó là làm bông cam sành, hỗ trợ nhiệt tình, tận tâm và chất lượng, uy tín hàng đầu ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video clip tiếp theo. Xin chào.